con có thể gọi bài lên, tại vì con sẽ rời room trước 20 phút, con và Đại Thượng Tọa Minh Hạnh rời room trước 20 phút, nên con cũng thỉnh sư giúp giùm cho con để con hoàn thành được nhiệm vụ. Nếu mà sư giảng sao thì con xin phép hãy rời room, sư hoan hỷ cho con. Dạ. Bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp nắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu phúc của kinh số 256. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng hành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Phật của kinh số 256. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. À. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Và con xin được phép nằm lễ ân đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwadimi Sakhato Phagawata Thammo Thammang Namassami Suvatipanno Phagavato Savakasangho Sankhang Namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ những ai có niềm tin ân chánh thực hành và nghe lời dạy của Ngài sẽ được giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho vòng sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong đời sống tái sanh của mình, và nhất là sớm chấm dứt được khổ tử sanh luân hồi. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng phước báo này đến cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, càng thất bà, nông vương dạ xoa, và tất cả quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và luôn luôn hướng tâm về chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu thấy được lý tứ thánh đế và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha Giá. Cuộc sống chỉ là những cái thấy và những cái nghe, những cái màu, những cái mùi, những cái âm thanh cứ trôi qua mắt, qua tai, qua mũi hàng ngày, và tâm trí của chúng ta đã không rõ biết về chúng và luôn luôn tưởng là con người này, con người kia,
kia, bà đã tưởng ra rất nhiều thế giới ảo tưởng, nhưng bản chất của chúng thật là mong manh, thật là hư ảo, thật là rỗng không. Mà mùi chúng không có mang bất cứ một tính chất là một ai cả, vị cũng vậy, màu sắc cũng vậy, cứng mềm nóng lạnh cũng vậy. Và tâm thì là cái mà kinh nghiệm chúng, chứ cũng không phải là một con người do duyên mà phát sanh lên. Như vậy các pháp không phải trầm luân ở đâu cả, mà trầm luân ở ngay trên cuộc sống của chúng ta này. Khi từ khi chúng ta mở mắt và đến khi chúng ta nhắm mắt, hầu như các pháp diễn ra qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, chúng ta đều quên mất đó chính là các pháp, chứ không phải là chúng ta cần phải đi tìm ở đâu đó hay là thực hành một phương pháp nào đó, mà các pháp chúng đã diễn ra như vậy đối với cuộc sống. Như vậy thì Đức Phật không có dạy chúng ta thực hành một phương pháp nào đó, mà Ngài dạy cho chúng pháp do duyên khởi và khéo như lý tác ý, với chánh niệm tỉnh giác, sống một đời sống tỉnh thức dần lên để liễu ngộ được lý tứ thánh đế ngay trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày. Chứ hoàn toàn không có một cái phương pháp thực hành một cái nào đó để cho trí tuệ nó phát sanh. Bởi vì mỗi pháp chúng chỉ sanh khởi theo nhân duyên của chúng và rồi diệt đi hoàn toàn. Chúng không có mang bất cứ một ý niệm về ngã nào. Do vậy mà chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều đó. Luôn luôn phải nhớ rằng cái thấy này do duyên khởi, cái nghe này do duyên khởi, cái ngửi này do duyên khởi, cái nếm này do duyên khởi, cái xúc chạm này do duyên khởi. Tất cả pháp hữu vi này chỉ do duyên mà khởi. Khi chúng sanh khởi, chúng liền diệt đi, chứ chúng không có ở, không có một ai ở đó để mà thực hành làm được một cái điều gì cả. Nếu như mà ngày nào chúng ta chưa hiểu được, chưa có cái niềm tin chân chánh vào cái chánh pháp này, với cái sự vô ngã đó, thì ngày đó chúng ta còn lầm lạc, còn si mê, còn ảo tưởng, và còn sanh ra rất nhiều những cái sự mà hiểu pháp, hành thực hành những cái con đường sai lạc. Mặc dầu chúng ta luôn luôn cho rằng mình là một cái người con đi theo lời dạy của Đức Phật, nhưng mà về thực sự thì cái hiểu của chúng ta đôi khi là rất là sai lạc. Và chúng ta chỉ mong mỏi chứng đắc một cái điều gì đó, thực hành để được một cái điều gì đó. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật này chỉ có sự hiểu biết và buông xả, bởi vì chúng chẳng là cái gì để mà đắc cả. Cái thấy sanh khởi chỉ với đối tượng riêng của chúng, cái nghe sanh khởi cũng chỉ với đối tượng của chúng, cái ngửi sanh khởi cũng chỉ với đối tượng riêng của chúng, cái nếm sanh khởi cũng chỉ với đối tượng riêng của chúng. Và rồi khi chúng sanh khởi thì chúng diệt đi, chúng không bao giờ quay trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Như cái thấy của ngày hôm qua cũng không bao giờ sanh lại nữa. Cái thấy của ngày hôm nay, rồi cái thấy của khoảnh khắc trước, chúng cũng chỉ do duyên mà sanh, nhưng không bao giờ quay trở lại. Cuộc sống này cứ tiếp diễn mãi mãi. Khi còn vô minh thì các cái ngũ uẩn mới lại tiếp tục sanh ra và diệt đi, chứ không có một con người nào, không có một ai ở đâu hay bất kỳ nơi chỗ nào. Chỉ có các ngũ uẩn cứ tiếp tục sanh ra và diệt đi, lại một ngũ uẩn mới lại tiếp tục sanh ra và diệt đi. Chúng không mang một cái gì đó, mà chỉ có sự sanh và sự diệt. Hãy nhớ giáo pháp của Đức Phật. Nếu ngày đó chúng ta, ngày nào chúng ta chưa xác quyết được những cái điều này trong đời sống, thì ngày đó chúng ta còn mơ hồ và chạy theo những cái phương pháp thực hành giáo Phật. Và chúng ta phải nắm rõ được cái điều đó, thì chúng ta sẽ đi có con đường một cách chắc chắn rằng chỉ có hiện tại và hiện tại, chỉ có bây giờ và bây giờ, chỉ có không và rồi xuất hiện một cái gì đó, rồi lại mất đi. Chỉ sanh khởi và rồi mất đi hoàn toàn. Như vậy thì cuộc sống này thực sự, cái tứ niệm xứ này nó rất là khó. Và
cái con đường vào của tứ niệm xứ nó mới thật sự là khó, chứ còn khi đã vào được tứ niệm xứ rồi thì lúc đó vị đó đã trở thành vị tiểu tu đồ quần và một vị thánh rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái đường dẫn vào đó là nó cần một cái pháp học, cần một cái chánh chi kiến đúng mực về pháp vô ngã, và nó chấp nhận cái sự kham nhẫn để chỉ quay về với hiện tại, thì điều đó là rất là khó, rất là khó. Do đó mà chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó, rằng là không có một ai cả, không có một cái gì để kiểm soát các pháp cả, mà chúng chỉ là những duyên khởi vô thường, và các pháp thì đã sanh khởi ở đây rồi, không cần phải đi đâu cả, và ngày nào thì nó cũng sanh khởi. Do đó mà chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở cho nhau rằng lời dạy của Đức Phật hết sức thiết thực, chứ không phải là các pháp nó xa rời cái cuộc sống này. Vậy thì hôm nay chúng con tiếp tục chia sẻ đến quý vị một pháp, câu pháp cú số 256. Câu pháp cú 256 này ở cái phẩm gọi là phẩm chánh hạnh. Như vậy thì chúng ta biết khi nào mà chúng ta hiểu đúng pháp thì nó mới có chánh hạnh. Đó là nát tê nát hô tí thăm mát thô dê nát thăng sa ha sa nát dê vô chá áp thăng á mát thăng chá á phô nít chê giá băn đi tô. Kẻ pháp dạ alo alo, dạ sư Tuệ Nhẫn ơi, dạ con hết nghe tiếng của sư rồi, dạ con kính thỉnh sư cầm bích trở lại. Dạ, alo, alo, sư có nghe cái tiếng của con không? Con hết nghe tiếng của sư rồi, con kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn trở lại rung.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ, chúng con cung thỉnh đại đức đại nhẫn cầm bích trở lại à. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa chúng con cung thỉnh đại đức đại nhẫn à. Cảm ơn Nhung Phạm. Dạ. Bây giờ sư không nghe, sư cũng không cầm mic được, bởi khổ thật. Đây là khổ đế nè quý vị. Khổ đế thì ngài cầm mic được cái gì, ngài nói không có nhìn màn hình, nên tới hồi rớt mic á thì ngài cũng không biết luôn. Khổ đế bởi mà lúc mà Như Pháp mà tụng kinh, mặc dù có thuộc kinh đi nữa cũng không bao giờ dám bỏ cái cuốn kinh xuống hết á, phải theo dõi thôi. Tại vì trong cái màn hình đó, mình phải nhìn màn hình rồi mình phải nhìn cuốn kinh, chứ không là mình phân tâm. Và mình phân tâm khi mà mình tụng kinh á, mình ở trên room á, mình rất là dễ phân tâm Như Pháp. Giờ có Nhung Phạm trước máy, có cô Ai Kim trước máy tâm sự một chút trong khi chờ đợi đại đức đại nhẫn, chứ không lẽ bây giờ làm sao quý vị. Không lẽ giờ làm sao. Yeah. Nên khổ đế. Yeah. Nam mô Bích Tha giá. Và một lần nữa chúng con cũng thỉnh đại đức đại nhẫn à. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư nghe được âm thanh con, sư cho một tín hiệu. Sư bị treo nít rồi. Dạ. Dạ, rồi sư đi ra được rồi quý vị, nên sư sẽ trở vào. Dạ, kính mời chờ trong giây lát. Dạ, Như Pháp post bài lên để quý vị nhẩm nhẩm bài cho nó vui ha. Dạ, để nhẩm nhẩm bài cho nó vui, chứ để bây giờ không có, mình cũng không dám để băng. Dạ, nhắm để băng chạy sợ sư vào Phật tử rồi mình không biết cái đường thiền của sư như thế nào, nên là không dám để băng. Để nay tội quá, thôi bây giờ Nhung Phạm lên đọc bài mới đi. Nhung Phạm có trước máy không? Nhung Phạm còn trước máy không? Lên đọc bài mới đi, trong khi chờ đợi sư đi. Cô Trần Đạo có trước máy không à? Cô Trần Đạo có trước máy không? Có thể cầm mic được không cô Trần Đạo? Chưa đọc được à? Dạ, cô Trần Đạo ơi, cô Trần Đạo có trước máy không? Khi nay, cô Trần Đạo dạ mời cô lên đọc bài kinh mới đi ha. Tại vì có lúc cô không có được vào đạo tràng, dạ mời cô. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Thượng Thọ Minh Hạnh Đại Đức Tỷ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 256 ạ. Na te na ho ti tham mát thơ yang atha sa ha sa na ye Yo cha thăng a nát thăng cha u bô ni chê và băng đi tô. Na te na ho ti tham mát thô yang a thăng sa ha sa na ye. Yo cha thăng a nát thăng cha u bô ni chê và băng đi tô. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na te na ho ti tham mát thô yang a thăng sa ha sa na ye yo cha a thăng a nát thăng cha u bô ni chê và băng đi thô.
hàm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong rồi. Cảm ơn cô Như Pháo trong bối bài ạ. Và con xin gửi hết lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn cô Trần Đạo Phú Bầu. Thina ơi, Thina có trước máy không? Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Thina, Thina có trước máy không? Phú Bầu Như Pháp đi. Alo, alo. Như Pháp, dạ, Thina này có cái bệnh nè nha. Có bệnh là, giờ này là tắt âm mất tiêu rồi, không có nghe Như Pháp gọi rồi. Cô Cẩm Vân còn trước máy không? Cô Cẩm Vân còn trước máy không? Lên đọc bài kinh đi, trong khi chờ đợi Thầy Đức Tài Nhẫn. Alo, cô Cẩm Vân. Rồi, cô Cẩm Vân cũng lặn luôn rồi. Dạ, cho Như Pháp xin ý kiến quý ngài và quý vị. Bây giờ Như Pháp phải làm sao ạ? Ô, xa thú có răng đông vào rồi. Cứu bồ nè, nặng ông ơi. Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng có một chút xíu rồi là bị rớt mít rồi. Cô răng đông có nghe được âm thanh Như Pháp không? Alo, alo. Cô răng đông, đông mới vào có nghe nè. Nghe rõ phải không? Rồi, bây giờ là cho Như Pháp 30 giây. Cô Đặng Đông cho Như Pháp 30 giây nha. Rồi, xong. Cô Đặng Đông thấy bài Như Pháp gửi cô chưa? Dạ, nếu thấy rồi là mời cô nha. Mời cô mới vào có thể đọc bài được không? Đọc bài được thì đưa bàn tay lên. Dạ, còn hãy chưa đọc bài được. Nhung Phạm bây giờ đọc được chưa Nhung Phạm? Nhung Phạm đọc được chưa? Nếu cô Đặng Đông chưa có chuẩn bị tinh thần thì Như Pháp xin đọc. Cô Cẩm Vân bây giờ không có trước máy rồi. Dạ, nếu mà dạ, Pháp cũng chưa đọc qua nữa, nên Như Pháp đọc đại nha. Dạ, nếu mà cô Đặng Đông mà chuẩn bị sẵn sàng thì cứ đưa tay nha. Dạ, Nhung Phạm cũng vậy, trong khi chờ đợi sư. Mà nếu quý vị mà ôn bài rồi mà sư chưa trở chào là Như Pháp giao room cho Đặng Đông nghe. Có cô Đặng Đông vào Như Pháp rất là mừng luôn. Dạ. Na tê na hồ ti tham mát thơ chê na thăng sa ha sa na dê vô cha át thăng an nát thành cha U-phô, nít chạy giáp bàn đi tù. Dạ, con xin đọc lại. Nát tề ná hồ đi thầm mạt thờ về nát thằng xa ha xa ná về dù cha ác thằng a nát thành cha U-phô, nít chạy giáp bàn đi tù. Nát tề ná hồ đi thầm mạt thờ về nát thằng sa ha sa na về giờ cha áp thằng anh áp thành cha u phô nít chạy giáp bàn đi tù. Ngươi đâu phải pháp trụ sự sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Dạ, cô Đặng Đông cho cô Nhung Phạm nha. Xong thì cứ đưa tay nha, cho Như Pháp biết, biết được Như Pháp xin nhường mic. Na tế na hô tì thăm ma thơ dễ na thanh sa hà sa na dê vô chả át thăng à nạt thanh cha ô bô ni chay và bản đi tô. Na tế na hô tì thăm ma thơ dễ na thanh sa hà sa na dê vô cha át thăng à nạn thanh cha u bô ni chay và bản đi tô. Na tệ na hô tì thẩm ma thơ dễ na thanh sa sa hà sa gia nê vô cha át thăng à nạn thanh cha u bô ni chay và bản đi tô. Đàm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp đi tình chẳng phân. Cho hai là bậc thủy nhân, phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Sa thủ bằng tay cô Rạng Đông, mời cô nha. Sa thú cô tu nữ Như Pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức chư đạo tràng. Con kính đảnh lễ con hạnh đại đức tuệ đức cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Mình ôn câu 256, 255 hả cô Như Pháp? Bữa nay mình học 256. Dạ, con xin kính đọc câu pháp cú số 256. Na tê na hồ tí thầm mát tù dê na thằng xá xà na dê dù chá áp thằng á náp thành chá ú phù nít trầy giá bàn đi tù. Na tê na hồ tí thầm mát tù dê na thằng xá xà na dê vô giá á thần á ná thành chá ủ phù nít trầy giá bàn đi tù. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Ná tề ná hồ tí thầm má thù về ná thần xá xà ná về vô giá á thần á ná thành chá ủ phù nít trầy giá bàn đi tô. Tầm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân. Cho hay là bậc trí nhân, phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và nếu không có ai kể thì em để băng cô Như Pháp thấy sao? Nếu nếu sư tự nhẫn có vấn đề đường truyền thì thấy sư tự nhẫn có online mà sao không thấy sư vô à? Hay là em để băng nhạc chuyển pháp luân chờ sư vô hay sao cô? Dạ, xa thủ kính cảm ơn cô Sạng Đồng. Dạ, sư vào giảng rồi, nhưng mà rớt mít. Dạ, rớt mít xong rồi là sư vào trở lại, nhưng mà sư ngồi im đó, sư không có nghe. Rồi xong rồi sư rời rung rồi. Mà có lẽ là hồi nãy nghe cô Cẩm Vân nói là ở bên sư đang trời mưa. Dạ, cảm ơn Đạo Phục Châu Phan. Nên có lẽ đường truyền sư nó có vấn đề. Thôi bây giờ cô, bây giờ Như Pháp giao rung cho cô nha. Cô điều hành đi. Dạ, cô. Dạ, cảm ơn Đạo Hữu Châu Phan. Cô muốn để băng nhạc, để băng kinh, để gì bây giờ Như Pháp giao cho cô đó. Dạ, lúc nãy thì Như Pháp có nhắn với cô Cẩm Vân rồi. Như Pháp
Còn thường tọa Minh Hạnh rời rung sớm 20 phút nên đã giao rồi, và những pháp chịu phần đóng rung. Mà bây giờ có cô vô rồi, mời cô nghe, mời cô tùy cô. Cô muốn để băng kinh chuyển pháp lưng hay để băng giảng là tùy cô, để coi thầy Đức đại nhận có bao không. Dạ, mời cô nghe. Trả lời kinh thánh đệ tử. Cái nội dung kinh thánh đệ tử là cái này. Nội dung kinh thánh đệ tử. Một vị sơ quả trở lên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị hữu học thể hạn chế so với vị la hán, nhưng về căn bản vị sơ quả không thể không biết gì về nguyên lý duyên khởi. Đây, đó là nội dung của kinh. Mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái vô minh tạo ra, thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu tầng của sáu căn. Đó là nội dung kinh như vậy đó. Nếu không biết những điều này thì không thể đoạn trừ phiền não, thấy được niết bàn. Đó là nội dung của kinh, nội dung của kinh 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 thánh đệ tử. Một vị sơ quả trở lên ấy, thì không có nghi ngờ về lý duyên khởi. Sao lạ vậy? Bộ giới nó không thể, không thể, không có nghi ngờ lý duyên khởi. Thì giọng ngôn cứ mùa nhiếc hay lạ ha. Một vị tánh sư quả trở nên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị hữu học có thể hạn chế so với vị la hán, nhưng mà về căn bản vị sơ quả không thể không biết gì về lý duyên khởi. Vì sao? Là vì mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái vô minh tạo ra, thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu trần của sáu căn. Nếu không biết những điều này thì không thể động từ vì não. Bằng chứng ấy, bằng chứng là vị sơ quả đã đoạn trừ ba phiền não căn bản của dòng
luân hồi là thân kiến, hoài nghi và giới cấm phụ thủ. Đoạn đoạn trừ tối thiểu là ba cái này, đoạn đoạn trừ là tối thiểu là ba cái này. Mà ba cái phiền não này là ba cái phiền não gốc. Gốc đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị tưởng tượng một cái chiếc xe nó đã chạy là mấy chục ngàn tỷ km rồi. Một chiếc xe nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ km rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại có 7 cây số thôi. Nó chỉ còn có khả năng chạy được trong 7 cây số nữa thôi là coi như đâm liền. Thì như vậy 7 cây số này nè, mình thích thì mình kể, mình không thích thì thôi, bởi vì nó không quan trọng nữa. Nó, mình không thể nào mà mình nói không, nó còn chạy được, nó còn chạy được 7 cây số nữa. Mà mình thử tưởng tượng nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ, mấy chục ngàn tỷ km rồi. Bây giờ nó chỉ còn có 7 cây số nữa thôi, nó chỉ còn khả năng nó lết, nó lăn bánh được 7 cây số nữa thôi. Hoặc là thậm chí còn ít hơn, nó có thể là còn 7 mét thôi. Nó chỉ còn lăn được cái 7 mét thôi. So với cái dòng luân hồi mà thâm thẳm của mình ấy, thì 7 kiếp sống, giả định ấy, giả định là 7 kiếp cho chúng ta, không phải là tôi quên nào cũng phải trải qua 7 kiếp đó, không không đúng nha. Không hẳn. Mà mình chỉ giả định là nếu bị đứt đi thêm 7 kiếp nữa đó, thì 7 kiếp này nó chẳng là cái gì so với cái đoạn đường mà bị đã đi qua. Điều đó có nghĩa là cái thân kiến hoài nghi đó là những cái phiền não rất là căn bản. Rất là căn bản ghê lắm. Từ cái sự bắt mặt của hai cái phiền não này nè, tôi có ý tôi không có nhắc đến giới cấm thủ, là bởi vì giới cấm thủ kể ra cho mình thấy rõ vậy thôi, chứ còn đúng đây cái chánh chỉ có hai thôi, là cái thân kiến và nghi. Và chứ giới cấm thủ xét vào chi pháp đó, thì nó lại nằm ở trong mấy cái phiền não kia gom lại, do tà kiến, do ngã mạn, do vô minh, do tham ái gom lại nó mới ra cái giới cấm thủ nha. Giới cấm thủ không có chi pháp rõ ràng, bởi vì nó là từ tà kiến, do tham ái, do vô minh cộng lại mới ra giới cấm thủ. Giới cấm thủ không có cái chi pháp rõ ràng, cho nên kể thì kể theo kinh thì kể có ba, bởi vì trong kinh kể có ba nên cho mình dễ thấy, mình dễ hình dung cái nội dung, dễ hình dung được cái tâm hồn của vị tu đồ quần, dễ hình dung được cái đời sống của vị tu đồ quần vậy thôi. Chứ thật ra chỉ có hai thôi, đó là thân kiến và nghi là đủ rồi nha. Thì với một cái vị mà họ đã hiểu được cái lý duyên khởi đó, một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến. Mở bằng đơn nhìn danh sắc như là ta của ta, hoài nghi, mở bằng đơn sự mơ hồ về nguồn gốc của mình. Đó. Và ngược lại, người không có hai phiền não này cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi. Không biết bà con có hiểu được câu này không? Tức là hai cái này đó, cái câu sau gần giống như thừa rồi đó, nhưng mà nó mang cái tác dụng là nó nhấn mạnh cái điều thứ nhất. Một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến và hoài nghi. Mà một người không có thân kiến và hoài nghi cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi. Vị đã biết rõ, khi nào vị đã nhìn thấy cái gì, nghe cái gì mà có cái lòng tham đó, có cái thích là vị đã biết ngay. Đây, ngay chỗ này nè, cái dòng... Nếu mà ngay kiếp này mình không chấm dứt thì ngay cái chỗ này là ngay chỗ mình còn thích đây nè. Thấy thích, nghe thích, ngửi mùi thích, ăn uống thích, tiếp xúc thích. Thì ngay cái lúc đó vị đã biết, trong một cái suy nghĩ rồi đó, vì mà có cái ý thích là vị đã biết ngay. Biết ngay là đây là đây nè, đây là ái nè. Mà ái thì đây là duyên cho thủ, mà thủ là duyên cho hữu, mà hữu sẽ duyên cho sanh. Tức là đây là đi tiếp tục đó. Vị đã biết rõ là ngay lúc nào mà có cái lòng tham ái xuất hiện là vị đã biết rõ. Ngay trong cái tham ái này có vô minh nè,
mà hễ ở đâu có vô minh thì nó có hành nè, mà ở đâu có hành đó thì nó sẽ bắt đầu cho thức, rồi danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh, thì nó biết liền, thì nó có thể quan sát ngay trong cái thấy cái nghe của mình, thì nó biết rõ là ngay trong cái thích này nè, thì nó có nhiều cách để thấy. Thí dụ như vì nhìn thấy cái gì mà có lòng thích thì nó biết rằng vô minh đang có mặt, mà vô minh có mặt thì phải hành có mặt, đó là một cách. Một cách nữa là vì nó ngay trong lúc mà thích cái gì đó, hoặc là vui trong thiện, vui trong bất thiện, thì biết rõ đây là hành nè, đây là hành, hãy có hành là dứt khoát là nó phải có ba, nó tạo ra 32 tâm quả, nói chung chung là vậy. Còn không thì nó biết rõ đây là lục nhập đây, lục nhập đang là việc, mà cái cách xử lý, cách xử lý của cái sự cách xử lý lục nhập, cái cách xử lý mà sáu trần á, của phàm với của thánh nó khác nhau. Thánh người ta thấy chỉ biết là thấy, còn mình thấy đó là bắt đầu nó dẫn đến cái thích và không thích. À, không thích của mình là tâm sân, mà thích của mình là tâm tham. Cho nên vì nó biết ngay khi mà vừa nhìn thấy, vì nó biết rằng đây là vô minh đang có mặt nha, ái đang có mặt nha. Hoặc là vì nó nếu cần không nhắc với hai cái đó, vì nó chỉ cần nghĩ rằng hành đang có mặt nha, biết liền. À, và là vì nó biết rõ rằng tướng hữu đang có mặt nha, hoặc là vì nó biết rõ rằng nghiệp hữu đang có mặt, thì nó biết rõ. Cái cách nghĩ nào cũng được hết, miễn là vì nó thấy được cái nhân của cái dòng của cái thấy được cái nhân của cái sự luân hồi tiếp theo, vì đã thấy. Thì với một cái người mà như vậy đó thì tôi phải nói thêm, thấy bằng thánh trí nha, chứ còn thấy kiểu như mình thấy kiểu vòng vẹt, mình thấy theo sách, thấy theo những gì mình được nghe. Còn cái kia là người ta thấy bằng cái thánh trí, mà biết rõ, không có nghi hoặc, biết chắc chắn là cái này nè, nó là cái nguồn cơn của đau khổ. Thì với một người như vậy đó thì không thể nào còn có thắc mắc về cái sự có mặt của mình ở đời này để hết. Cho nên ở đây có một cặp mà chúng ta phải nhớ, đó là đối với một người thấy được lý duyên khởi thì không có thể nào còn thân kiến và hoài nghi, dầu là ở cái mức sơ quả. Mà một người không có thân kiến hoài nghi thì không thể nào mơ hồ về lý duyên khởi. Đó là nội dung của bài kinh Thánh Địa Tử. Đây là từ số 1. Cái chữ ở trong bản dịch của Ngài thì là Tùy Thánh Đệ Tử không có suy nghĩ. Ở đây phải hiểu là không có thắc mắc không có nghi hoặc. Cũng giống như bây giờ mình biết rõ đây là cái đồng hồ, biết rõ đây là cái đồng hồ của bạn mình bỏ quên, thì ở đây mình có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là mình không có suy nghĩ rằng mình nên đem bán cái đồng hồ này đi, nói gì cũng đúng. Mà mình nói rằng khi mình biết rõ đây là cái đồng hồ không phải của mình đó, thì mình cũng không có cái lòng tham, không có cái toan tính, không có cái toan tính là đem đi bán nó, hoặc là mình cũng không có cái phân vân là có nên đem bán cái đồng hồ này hay không. Thì nói cách nào cũng được hết, không có suy nghĩ, không có toan tính, không có phân vân, không có. Bây giờ mình biết chắc đây là cái đồng hồ của bạn mình đã tới chơi mà bỏ quên, ví dụ như vậy. Ở đây cũng vậy, đối với một cái vị mà biết rõ như vậy thì trong cái bản Pali thời gian họ cũng dùng cái chữ không có suy nghĩ, đúng. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu nhầm là không có thắc mắc, không có nghi hoặc. Giống như tôi vừa ví dụ cái đồng hồ đó, mình biết rõ là đây là cái đồng hồ mình không, đồng hồ không phải của mình, thì mình cũng không có suy nghĩ rằng là mình có nên bán này hay không, và mình không có phân vân rằng mình có nên đem bán cái đồng hồ này hay không. Nói sao được, nhưng mà cái mục đích chính đó là mình không có cái ý phân vân là có nên bán hay không.
vì đó của bạn mình mà. Thì đây cũng vậy, vì nó biết rõ rằng đối với cái sự có mặt của mình á, thì cái nguồn tôi có nói chính là dòng duyên khởi. Nó nhớ cái đó, không có suy nghĩ. Tại sao tôi làm rõ chỗ này là bởi vì nếu mà không làm rõ chỗ này các vị sẽ ngạc nhiên, các vị sẽ một ngày nào đó các vị sẽ thấy có những đoạn kinh mà hình như gần giống như nói ngược lại. Ở đây thì đến suy nghĩ như sao, cái khổ này từ đâu mà có. Thì lúc bây giờ trong trường hợp đó, cái chuyện suy nghĩ nó có nghĩa là vì nó đang quán xét. Như vậy, chữ suy nghĩ ở đây đôi khi còn có nghĩa là sự quán xét. Ở đây có nghĩa là sự nghi ngờ. Tôi có, bà con có nghe kịp không ta? Biết các vị có nghe kịp không? Chỉ cần thông, hiểu thông được chữ này là xong rồi. Rồi xong. Bây giờ là mình học qua cái bài kinh Thánh Đệ Tử. Đây là bài kinh Thánh Đệ Tử. Kinh Thánh Đệ Tử số 2. Dạ, bây giờ mình học qua bài kinh Thánh Đệ Tử số 2. Cũng y hệt như vậy nha. Bài kinh Thánh Đệ Tử, bài kinh Thánh Đệ Tử thứ 2 cũng y hệt như vậy. Bài kinh Thánh Đệ Tử 2, kinh Thánh Đệ Tử thứ 2 cũng có nội dung y hệt như vậy. Mà các vị có biết một điều đó, là ngày trước trong một thời gian khá dài tôi không thích, vừa không thích mà vừa thắc mắc là tại sao những cái kinh này nè giống nhau y chang nè, mà tại sao mà các vị ký tập các vị không có bỏ bớt. Các vị ký tập á, tuy nhiên trong cái kỳ ký tập các vị kể là ngày nay kể là tôi đã từng nghe lại như thế này, có một lần đó Đức Thế Tôn gặp cái nhân vật đó, ngày đó cái kinh này cái nội dung 1234. Rồi tới cái bài kinh thứ hai thì tôi, chính tôi cũng được nghe Đức Thế Tôn giảng như vậy nè, cái nội dung là 1234 y chang như vậy. Tôi ngạc nhiên, tôi nói tại sao mà nếu mà giống nhau tại sao mình không chịu bỏ bớt. Nhưng mà bây giờ mình coi mình thấy lý do có một lý do rất là tuyệt vời. Các vị phải nghe chỗ này, phải có cái sự trung thực như vậy đó, cái người đời sau họ mới tin vào, họ mới tin vào cái tính cách truyền thống, cái tính xác thực, tính xác thực của tam tài. Chứ còn nếu mà mọi thứ mà như cái cách nghĩ phàm phu của mình ấy, cái gì mà nó được gọt giũa mà trơn tru quá, coi chừng nó khả nghi lắm nha, nó khả nghi lắm. Còn cái này là một sự trung thực, có nghĩa là ngày xưa các ngài không có sách vở, các ngài chỉ nhắc bằng cách khẩu truyền thôi, bằng miệng thôi, thì có làm sao nói y chang như vậy. Và càng đọc kỹ trong kinh ấy, trong kinh Bali ấy, mình sẽ thấy nhiều cái chuyện rất là độc đáo. Đó là cái cách kể chuyện trong kinh Bali ấy. Nếu mà các vị đọc thường nha, nếu mà đọc thường, chứ còn lâu lâu xẹt bà thì không có được cái này, và đó là không có được cái này. Mà nếu các vị đọc thường, các vị sẽ nhận ra nhiều chuyện rất là độc đáo. Ví dụ như về chư thiên đi, về chư thiên, cái cách kể chuyện về chư thiên mà trong kinh điển Bali nha, trong kinh chính tạng, chứ tôi không nói chú giải tôi cũng lạnh sống lắm. Ở trong cái quyển mà chuyện phiếm về tu tập 2 đó, là tôi sẽ dành một phần để mà tôi nói về cái chuyện nghiên cứu kinh điển, về cái chuyện tu tập tứ xứ ở các cái truyền thống Miến và Thái. Tôi biết tôi không phải là Pháp Âm Tạng, tôi không phải là thiền sư, mà tôi lạm bàn mấy cái chuyện đó thế nào cũng chạm nọc rất là nhiều người. Nhưng mà bà con cứ xem thử coi tôi nói cái gì, không có nhiều. Tính từ giấy khổ giấy A4 thì trung bình một cái đề tài như vậy thì khoảng tối đa là một trang rưỡi. Giấy A4 là 150. Cái size chữ thì size chữ bình thường, size chữ khoảng 12-14. Nói chính xác như vậy là khoảng size chữ 12-14. Mà giấy A4 là khoảng một trang đến trang rưỡi, tôi nói không có nhiều. Tôi sẽ làm bằng một số vấn đề, chẳng hạn như cái niềm tin của mình đối với kinh điển ra làm sao. Tôi hôm nay tôi ngồi tôi nói, tôi giảng về Kinh Tạng,
bằng cách tham chiếu chú giải. Ấy vậy mà tôi cho rằng mình cũng vẫn phải rất là cẩn trọng đối với cái gọi là chú giải của đời sau. Bởi vì chú giải của đời sau nó có những cái mình tôi không dám nói là cái sự thêm thắt, nhưng mà nó có những cái sự mà bất nhất. Sự bất nhất là vì đời trước họ không có cái computer, không có internet như mình bây giờ, cho nên cái điều kiện tham khảo không được nhiều. Có những vị học hỏi từ sư phụ của mình với những cái điểm sai khác, cái vị cứ để nó nằm ở đó. Rồi đó là ông thầy A, rồi tới vị B, ông B, ông sư B, ông vị A Sa Lê, vị giáo thọ B cũng vậy. Ông cũng học với sư phụ và có những cái điểm sai khác, ông cũng để đó. Rồi khi nào mà tới lúc mà có được cái sách in, có được internet, người ta mới là tập đại thành, người ta mới tổng hợp được gom hết mấy cái thứ đó lại. Thì lúc bây giờ mình mới thấy nó mới lòi ra vấn đề. Phải nói như vậy. Thì đây là cái tâm này, nó có một cái câu hỏi, nó có một cái câu hỏi của một nhân vật, nó là học kinh Phật bằng cách nào để đạt hiệu quả nhất. Đúng là tôi đang giảng hiện tại, tôi đang giảng, tôi không trả lời câu này nha. Này để cuối buổi giảng, nhưng mà không nói là sợ quên. Đây là một câu hỏi mà nó quá sức rộng luôn, nó quá sức rộng. Câu hỏi này không thể trả lời trong vài phút, nhưng mà không thể không nói. Thì hỏi cách nào đạt hiệu quả nhất thì tôi sẽ hỏi ngược lại. Uống thuốc hay tập thể dục, cách nào hiệu quả nhất? Hiểu chưa? Các vị tưởng tượng. Các vị hỏi tôi chứ học kinh Phật cách nào hiệu quả nhất, thì tôi không thèm trả lời, tôi hỏi ngược lại. Uống thuốc hay là tập thể dục, cách nào hiệu quả nhất? Làm sao mà hiệu quả nhất? Cái câu này không thể trả lời ngắn gọn được là vì sao? Là vì cái cơ thể, cái cơ thể dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Trạng Đông đã cho nghe băng giảng. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng đức tuệ đức chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mắt đến đại đức tuệ đức. Tathātha sutta uruḍhā putta sāsane arogā sukhitā ho tathāsāpe nyāti phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sitiya chanagatha sikthamatu 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 idang phalang etasming karatanatayasming sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và nghe pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yang kim chi ku sa la cam mang ca ta bằng ghi ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sam nhi no a thi ye cha sát ta a sam nhi no ca tăng buôn nhã pa lăng ma hằng sắp bề pa ghi pa quan tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng điện năng buôn nhã pa lăng ma ya ye cha ta tha na cha nam ti đi qua gan toa ni quê đa dâm bề lô cầm hí về sát ta chi hoàn ta hà
ra hệ tu ca ma muôn nhân vô cha năng sắp bê đa bàn thu ma ma chê ta sa ti. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.